Chào các bạn, mình là Mắm Rút, là chủ của thương hiệu mắm Thuyền Nam. Thuyền Nam chuyên sản xuất nước mắm nhị, mắm Rút và các loại mắm truyền thống của Việt Nam. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món cá lóc rim tiêu. Cá lóc ở quê mình còn được gọi là cá trầu, và những người bạn của mình ngộ nghịch ngợm có biệt danh là cá trầu. Bí quyết để nấu món cá lóc rim tiêu ngon đó là nhỏ lửa và nước mắm ngon. Bởi vì hết nước mắm ngon, hết con mù khéo.